Bác nghĩ là bác có một mẹ chồng, bây giờ là bác đang tìm một con dâu, thêm một con dâu nữa, chứ bác không có tìm thêm một mẹ dâu con à. Ôi đời quá trời đất ơi, cái gì trời ơi. Mẹ ơi, ơi nhà nhà có trộm 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 cái gì vậy? Mẹ mới vô nhà la ông sĩ nè. Cái gì vậy trời ơi? Ủa cái nhà gì mà ủa hai đứa kia đâu rồi con? Mẹ với con mới đi. Ủa đúng rồi Lân ơi. Ủa Đôn Trang ơi, Lân tụi con bị gì vậy? Đôn Trang ơi, không lẽ em trộm vô bắt tụi nó? Cái nhà mình biết thành nhà rác nào vậy? Cẩn thận té con, em mất tính vô. Em nó cộng, em nó cộng. Sao con sao? À, dạ con đâu sao đâu. Con đi đâu vô vậy? À, con nấu ăn xong rồi con đi tắm. Hả? Ủa tắm chi vậy con? Dạ tiệt trùng. Ủa Lân đâu em? Lân nó có Lân sao đâu, không Lân tại chiến trường này? À Lân than con khó cho nên là đi qua nhà bà nội rồi. Cái thằng đàn ông là cái gì mà kỳ cục vậy? Tại vì mỗi lần con rửa rau á thì con phải rửa 12 nước. Ngâm trái cây con phải ngâm đủ 3 tiếng. Thịt con phải rửa bằng giấm và chanh để khử mùi và khử vi khuẩn. Sau đó con sẽ đun sôi luộc qua. Sau đó thì rửa lại bằng vòi nước. Chỉ có như đó thôi mà anh than con khó. Dạ khó là sai rồi. Cái này là quá khó. Em ơi, em cũng kỹ lưỡng trong việc nấu ăn đó. Kỹ lưỡng cơ thể sao để nhà bừa quá vậy em? Tự nhiên cái biến cái nhà bếp của chị thành nhà rác vậy em? Dạ em chỉ việc nấu ăn thôi, còn việc dọn dẹp không phải bổn phận của em. Trời ơi, vậy là mai mốt có về đây làm dâu á, là bé nấu ăn rồi mẹ là người dọn dẹp đó. Tuyệt vời. Ủa cái gì con? Ủa khoan xí xí nha, là nguyên cái bó rau lớn mà mẹ mua về ăn lẩu hôm nay là em lặt còn có nhiêu đó hả? Dạ đúng rồi, cái nào chất lượng em mới lấy, ăn ít nhưng mà bổ đúng không bác? Có nghĩa là con lấy mấy cái đọt non này thôi đó hả? Ủa cái này con ơi, gom lại mà xay cùng với lại cháo cho cô Bo đó là con không đủ nữa hả con hả? Dạ không đủ cô Bo ăn nữa, cả nhà mình chắc nhịn đói thôi em. Mẹ ơi, cái bạn chiến trường này á, con nhường lại cho mẹ để được ăn lẩu không em? Chị đi trước rồi bước theo sao? Ờ chị ra kêu nha. Dạ con nhường mẹ nha. Đi mua rau cho mẹ liền nha. Mà thật ra nghe bác cũng thấy con hơi bị quá đó. Gì nhìn tôi? Ủa không muốn nói gì với tôi hả? Sao sao giờ nội, con có làm gì đâu. Qua đây thằng con buồn quá nội ơi, con buồn quá nội ơi. Nó buồn mà nguyên dĩa bánh ướt ở trỏng nó sạch trơn. Trời ơi có tô cơm nè. Hồi nãy tôi có bới bằng nha, tôi bới cao lên luôn đó. Mà nó ăn sạch hết à. Còn mấy hột nè ăn luôn đi con. Mấy hột nè. Dạ, ăn luôn đi. Con không biết làm sao nữa. Chắc con bị mẹ Ngọc lây quá. Mỗi lần buồn là mỗi lần ăn. Mà ăn hoài không thấy no. Làm như nó cà rỡn với tôi hay làm sao á. Ô dạ ăn no chưa? Dạ. No rồi đi về nhà. Chứ bệnh để mình bệnh không biết chuyện gì xảy ra bệnh á. Ôi mấy nồi cho con ở đây được không? Cái gì? Chứ mỗi con về bệnh con sợ lắm nội ơi. Sợ gì? Trời, bên bệnh con còn sợ chị đó còn hơn mẹ con nữa. Trời nội biết không, hồi nãy con hả tính phụ bếp. Vừa xuống bếp thôi con tính nhặt rau cái. Nè, cậu rửa tay chưa? Chưa rửa tay thì lên rửa tay đi. Rồi muốn làm gì làm. Rồi con vừa đụng tới cái này. Nè, cậu rửa tay chưa? Cứ bắt con rửa tay hoài nội. Vậy nhiều khi con gái mà nó vụng về thì cũng khó chịu lắm. Mà con gái mà nó kỹ quá thì cũng khổ dữ lắm luôn. Dạ sợ lắm nội ơi, nên thôi nội cho con ở đây đi. Chứ lỡ nếu mà mẹ con mà có bắt con lấy vợ chứ con sẽ bỏ nhà đi bụi. Con sẽ qua đây con ở với nội. Đi bụi hả? Dạ. Đi bụi mà từ nhà bển bỏ qua nhà này băng qua có con đường hà. Vậy là xa rồi nội. Xa hả con? Ờ đi bụi đó mới thấy luôn á. Thôi nha, lớn rồi nha. Sống là phải tập là mình phải ứng phó với cuộc đời. Mình cư xử mọi chuyện cho nó thấu tình, nó đạt lý nha. Bây giờ nói con nghe, cái người mà họ gặp con, họ nịnh con, họ nói lời qua Mỹ nhiều lắm con. Còn những cái người á
sống với con riêng của chồng mà nói lời có hơi cọc cằn chút, nhưng mà đối xử tốt như vậy là ít lắm. Tính ra đó là mẹ của con thương con đó. Suy nghĩ cho kỹ coi, đúng không? Dạ, nội nói cũng đúng. Nhưng mà con chưa bao giờ con thấy con khó xử như bây giờ luôn á nội. Con không biết tính sao luôn á. Xong rồi đó. Sắp dạ. Xong chưa con? Dạ, cỡ một tiếng nữa là xong á con. Cái gì? Một tiếng nữa. Thôi, bác nó nghe nè. Một tiếng nữa mọi người chắc đói bụng lắm. Thôi đi, bây giờ á, Tan Thanh đi ra ngoài mua giùm mẹ vài hộp cơm tắm đi. Ăn chứ không kịp đâu con. Dạ, dạ, dạ. Bác. Hả? Gì con? Đồ ăn hàng quán không đảm bảo chất lượng đâu. Con có đói chết con cũng không ăn đồ hàng quán. Yên tâm đi bạn. Bạn ơi, cái chỗ này á là nhà tôi ăn thường xuyên từ đó tới giờ, không có sao hết trơn á, bảo đảm an toàn thực phẩm. Ăn uy tín đúng không con? Dạ. Mà thôi, em á, nói vậy thì cũng thương em á. Nên tại vì cũng sắp xong rồi, chút mình ăn dặm. Bây giờ mình mở cái tủ ra, mình có mấy ổ bánh mì mẹ để đó đó. Dạ. Xong mình dọn ra ăn đỡ đi, cho mình ăn á, để mình uống thuốc huyết áp. Chứ không đúng giờ, hiểu không? Dạ. Ê kìa bác, chị, bánh mì nhiều chất bảo quản lắm, không được ăn. Miếng ăn là miếng bệnh đó bác. Vậy là không được ăn gì luôn hả? Nhưng mà con ơi, nếu mà bây giờ chờ con nấu á, là tới chiều tối mới có ăn á. Mà bác thấy như vậy nè, đồ bác mua hồi sáng á, là dư luôn á. Nhưng mà con thải bỏ cái này, rồi con lặt bỏ cái kia, cái cuối cùng nó không còn gì hết. Vậy ai ăn ai nhịn hả con? Đối với con á, muốn ăn ngon á, thì phải ăn đảm bảo chất lượng. Dù có ít đi chăng nữa, như vậy mới không bệnh được các bác. Bác người có tuổi rồi, có bệnh trong người, ăn uống phải chú ý chứ bác. Mẹ có bệnh trong người á, thì phải chú ý nha mẹ. Bác không biết làm sao mà bác lại được con dạy dỗ. Dạ đâu có, con đâu có dạy bác. Con chỉ muốn góp ý kiến của mình thôi. Với lại con có nhiều cái góp ý nữa, nhưng mà bác không thích thì thôi. Bác nghĩ là bác có một mẹ chồng, bây giờ là bác đang tìm một con dâu, thêm một con dâu nữa, chứ bác không có tìm thêm một mẹ dâu con à. Bác ơi, nãy giờ con có nói gì sai hả bác? Bác không nói đi bác, con có nói gì sai không bác? Không, bình tĩnh đi. Bác nhìn lại rồi, bác thấy lại rồi, là bác sai chứ không phải con sai. Nhưng con nha, con có sai. Mẹ sao mẹ tăng huyết áp nữa mẹ? Đúng rồi, mẹ tự lo được. Mẹ sẽ lên mẹ đo rồi mẹ uống thuốc liền con ơi. Dạ. Bị tăng lắm rồi, tăng lắm, nặng nặng nặng. Dạ, sao để con đưa mẹ lên. Dạ không, bây giờ con giúp mẹ chuyện nha. Con đưa Đoan Trang về giùm mẹ nha. Mẹ không thể tiễn khách được, nghe con nha. Dạ. Mẹ lên đi. Con rảnh lắm, con làm cho. Đoan Trang ơi, cái cửa ở phía kia, mời em. Trời ơi, con tưởng sao cái chuyện con bé Đan Trang gì rồi á là mẹ không có ý định làm mai như Phi Lân nữa chứ. Nghĩ sao vậy, mẹ đâu có đầu hàng con. Mẹ sẽ tìm đứa khác dễ thương đáng yêu hơn. À, cái con nhỏ này nó tên Đoan Trang mà nó không có thùy mị chút nào hết. Vậy thì không phải là gu con rồi. Mẹ sẽ tìm cái đứa nào ra ha, đúng gu của Phi Lân luôn. Xanh điệu, hiện đại, năng động, thế nào nó cũng thích. Phi Lân, bây giờ con có trả lời cho mẹ con biết. Thích thì còn gặp, không thích thì còn không gặp. Chứ gì đâu mà mặt mày căng thẳng vậy. Còn mấy nữa trả lên trên phường nè, trình báo nói là ở nhà con đang bị cưỡng duyên. Anh Lương em ơi, thì có vừa phải đó nghe. Em đi kiếm vợ cho nó. Mà anh còn biết mang ơn em, cảm ơn em ở đó mà còn báo công an vừa phải rồi. Mẹ à, con nghĩ á, chuyện tình cảm á, mẹ để cho tụi con tự nhiên đi. Chứ mẹ cứ ép hoài á, nó kỳ lắm. Kỳ cái gì mà kỳ? Bởi vì á, bạn của mẹ có nhiều đứa con gái xinh xắn dễ thương, mà biết đâu con gặp nó không thích làm sao. Con kiên nhẫn đi. À, tuần này nè, mẹ có hẹn với một người quen giới thiệu cái mối này. Con bé nó xinh lắm, như hoa hậu á hậu gì đó.
mà không có mời dễ đâu nghe. Năn nỉ muốn khô cổ họng luôn á, người ta mới chịu đó mình. Cho nên á, con phải ở nhà gặp nghe chưa. Chắc chắn con gặp con bé này là con mê ly liền. À, quên đang... nói với em, cuối tuần này anh đi họp với đối tác, cho nên là thôi chuyện trai gái này mẹ con cùng làm bạn nhau nha. Là sao? Anh bận rồi. Ba bận thì con cũng như có việc á, con với vợ con có chở cô Bo đi sở thú chơi mẹ. Ừ, đưa cô Bo đi sở thú chơi đi con. Dạ. Con với dạ Lan với dạ Hân, ba anh em, ba chị em dắt nhau đi. Vợ con đâu mẹ? Nó ở nhà với mẹ để tiếp con bé kia, hiểu không? Để cho nó thấy là mẹ sẽ tuyển dâu như thế nào. Trời ơi mẹ, mẹ chọn dâu làm như mẹ đi lựa hàng không bằng. Thôi đi, ông đó. Nội ơi. Nội. Nội, nội. Trời ơi. Nội. Con xin lỗi. Con mà. Đó, ngồi xuống đi. Ngồi xuống. Mày coi coi. Muốn. Không có sao, không có sao. Rồi nội, rồi. Ai biểu cứ cà ràng cho quánh tôi hoài chi. Nội, nội giúp con lần này đi nội. Mẹ con hết lần này tới lần khác, mai mối con kiểu này rồi kiểu khác không à. Con nếu con bỏ nhà đi quá à. Con nói cho nội biết nha, con mà bỏ nhà đi á là nội mất thằng cháu này luôn á. Bây giờ hù tôi hay sao vậy trời? Đâu có hù đâu. Hay quá ha. Hở là hù tôi, hở là hù tôi à. Còn nội bỏ nhà đi nữa. Cái gì với tôi đó cấm đó nha. Thiệt. Mẹ con lần này làm khó coi thiệt. Nội là nội tính, là nội tôi không có xen vô bên chuyện nhà con nữa. Có gì rồi mẹ con lại nói nội nữa. Nhưng mà biết rồi, giờ để tính thử coi có cách nào giúp con đây nè. Nội. Vậy hứa nội giúp con nha nội. Ừ. Cảm ơn nội. Trời ơi, chưa biết có được hay không mà tự nhiên cảm ơn rồi nè. Con biết chắc chắn thế nào cũng sẽ được mà. Nhưng mà con hứa với nội nha, nếu mà chuyến này thành công, con với Lam mà cưới nhau được, tụi con kêu nội vợ tôi với con. Bỏ tay ra đi, bỏ tay ra đi. Ủa sao vậy? Tôi nghe nói là hai đứa chia tay rồi sao tự nhiên giờ có cái chuyện này là sao? Đâu, thật ra là tụi con hả cho nhau thời gian suy nghĩ thôi, chứ đâu có chia tay đâu. Cháu của nội sao mà dễ bị đá như vậy được. Trời ôi, sao nó giống ai vậy? Nó miệng nó lẻo lự dễ sợ cái thằng chả. Là một ngày đẹp trời anh mang về đây là bao tia nắng. Đẹp dịu dàng và thật lung linh, xinh thật xinh là em. Và một người ngập tràn yêu thương bên cạnh anh từ khi thơ bé. Người từng ngày tạo tần chăm lo, xin gọi tên mẹ anh.